vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, trong mưa dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.